Đây em về được một ít hàng cũng như là loa rời, loa chép và loa bát phân tầng các loại anh em nha, đều là hàng bãi của Nhật hết. Và trước tiên thì em đang có một bộ phân tầng này là phân tầng hai quay nha, phân tầng hai quay. Nhìn thì nó có một con tụ và một cuộn điện dây đồng không à, dây đồng, đồng rất là to. Đây, đây các bác nào mà về chế cháo vô loa bát mình hoặc là loa chép mình nha. À, và cái phân tầng này nó xài cho bát 20 độ lại. Đấy, bát 20 độ lại nha, và hoặc là bát 16. Một tụ và một cuộn dây đồng. Đây là hàng Nhật tháo thùng đây nha. Đây còn cả dây điện các kiểu này. Giá là 100 rưỡi em một cặp này. Đấy, anh em nào mua thì liên hệ cho em nha. Đồ zin xịn hết. Đồng nó cũng là đồng nguyên chất luôn 100%. Đấy, cuộn dây đồng rất là to này, nó 100 rưỡi ngàn nha, là một cái bộ này. Đấy, phân tầng 150. Rồi và tiếp theo nữa, em đang có bộ phân tầng tiếp theo. Đây là cái bộ cao cấp hơn. Bộ này cũng rất là nhiều linh kiện này, rất là nhiều linh kiện cũng như là cuộn dây đồng nó cũng rất là to nha. Hai tụ và hai con điện trở, hai cuộn dây đồng. Đây là cũng phân tầng ba quay, à hai quay, hàng tháo thùng của Nhật ra. Đấy, cái bộ nào bác nào mua về đắp đắp cho đôi chép thì cũng tuyệt vời lắm nha. Đôi chép hoặc là loa bát, bát 25 độ lại. Đấy, phân tầng này dùng cho bát 25 luôn, rất là to và rất là nặng này, còn cả dây điện các kiểu luôn. Đấy, bác nào về chế cháo vô nha. Và bộ phân tầng này là 400 ngàn. Đấy, 400 ngàn nha bộ này. Rồi, bác nào mua thì liên hệ cho em nha, bộ phân tầng 400 ngàn này. Đấy, đây này, trong cái hũ này còn cái gì nữa này. Đây, hơi tép này nữa, tép này cũng là dòng tép Bill nữa, tép bill nơi nha, hàng của Nhật xịn luôn. Em đang có một cặp thôi, một cặp tép này. Bác nào mua thì liên hệ cho em, cặp này cũng 400 ngàn luôn. Đấy, tép này, tép bill nơi thì khỏi phải bàn rồi, tiếng cực kỳ bén và dễ chịu nha. Đấy, 400 ngàn từ đôi luôn, rất là xịn. Tép bill nơi hàng của Nhật. Đấy, 400 ngàn nha, 400 ngàn cặp tép này luôn. Bill nơi. Đấy, Bioner nha, 400 ngàn một cặp. Rồi, tiếp theo nữa nào. Đây là cũng là loa Bioner. Bioner này là loa bass 16 cm nha, bị mục viền rồi. Đây cái bass ở đây, bass 24. Anh em nào về mua làm loa sub bass hoặc là loa chế hình loa mid cũng tuyệt vời lắm ạ. Bass tầm khoảng 16, cả vằn luôn tầm khoảng 18 nha. Từ đôi. Em đang có một cặp này bị mục gân rồi. Đây bác nào mua thì em để cho 700 ngàn nha, 700 ngàn một cặp này. Và nếu thay gân thì thêm 100 ngàn nữa là 800 ngàn là thay gân. Còn bác nào mua về thay gân thì em để cho 700 ngàn nha. Cái màn là màn carbon này, rất mới, côn zin, từ zin xịn hết, khung zin luôn. Đây, một cặp này là 700 ngàn nha. Để về các bác tự thay gân ạ. Đây, đồ xịn không à, nguyên zin nguyên chất luôn. Đây là những cái loa tháo thùng đây nha. Đây về các bác cho có muốn chế cháo hoặc là lên thùng thì chế ạ. Đấy, 700 ngàn nha. Bioner, hàng bãi Nhật xịn. Trong đây, trong đây là một cái chép này. Đấy, cái chép này là chép lụa nha, chép lụa của Onkyo. Đấy, con này là Malaysia này, 5,5 ohm, 25W. Đấy, đây là dòng chép lụa nghe nhạc nha, nằm trong những bộ dàn đại dàn mini cao cấp đấy, Made in Malaysia này. Đây chép lụa đây, đấy anh em thấy này, tiếng nó cực kỳ đỉnh luôn nè. Đấy, một cặp của nó đây. Đây, đây là một cặp nha, cặp lụa hai từ luôn, Onkyo Made in Malaysia. Đây là hàng của Nhật nhưng mà nó đó tại bên Malaysia nha. Cặp này là 800 ngàn, 800 ngàn cặp này. Đấy, nhìn rất là xịn sò này, nằm trong những mẫu loa cao cao cấp của những cái dàn loa trung hoặc là dàn đại đấy ạ. Cặp này để anh em để nghe nhạc nha, không nên hát karaoke, bởi vì hát karaoke thì nó sẽ dễ bị đứt chép ngay, bởi vì những dòng lụa này không không nên dùng hát karaoke nha. Còn nếu mà muốn hát karaoke thì hát gia đình thôi, hát gia đình hoặc là hát du dương để thưởng thức thôi, không nên gào thét. Đấy, những cái dòng chép này đặc biệt đó, nó gào thét hoặc là xe xịn vô hát lớn thì nó sẽ cháy chép nha. Đấy, nếu mà hát gia đình hát du dương thì được.
giá là 800.000 cặp chất lụa này nha. Anh em về đấu tụ vô, đấu tụ vô là hết nha, chứ không nên để nguyên về đấu vô đi thì nó sẽ cháy. Đấy, nó phải qua tụ cảng của nó mới được. Đấy, giá là 800.000 nha. Và cái cặp này nữa, cặp này anh em chơi thì lên lại cho em. Con này thì khủng bố rồi, anh em xem cái từ nữa nè. Từ nó to gần bằng mặt luôn. Con này bát khoảng tầm 12 hoặc là 14 cm nha. Đấy. Từ nó không rất là to này, anh em thấy cái từ này. Đấy, một cặp của nó này. Đấy, cặp này anh em về chế bát hoặc là chế cái loa lời, loa mic gì cũng được nha. Từ rất là khủng bố luôn, gân duyên. Gân là gân cao su, còn màng là màng carbon bóng này. Đấy, duyên hết nha, hoạt động bình thường. Đây là những dòng loa tháo thùng đã hết. Đấy, cặp này em bán cho các bác là 700.000 cặp này. Đấy, bát tầm khoảng 14 hoặc là 12 nha. Đấy, cặp cũ này nhìn sexy 7 màu luôn, rất là bóng, rất là nặng, cầm lên rất là nặng này. 700.000 cặp này nha, còn cả dây điện đi theo nó này. Đấy, 700.000. Rồi bác nào mua thì liên hệ cho em nha. Chép này là 800.000 này, chép lụa. Còn loa bát của Pioneer 16 cm hay là còn gọi là 1 tấc 6 đấy, giá 700.000. Phân tầng là 100.000 này, à 150.000 phân tầng này. À, nó chép Pioneer giá 400.000 một cặp. Còn phân tầng cuối cùng, phân tầng này thì cao cấp hơn, nó rất là nặng, cũng như là chi tiết nó dày hơn. Đấy. Giá là 400.000 luôn nha. Đấy, này 400.000 cặp phân tầng này, hai quay. Đấy, bác nào mua những món nào thì liên hệ cho em nha. Và em xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt ạ. Số điện thoại em cứ ghi trên bàn đấy, bác nào mua thì liên hệ trực tiếp cho em cho nó mau nha. Để có nhắn tin trong kênh thì nó sẽ hơi lâu, em phản hồi nó hơi lâu nha. Đấy, rồi em xin cảm ơn và xin kính chào ạ.